quên luôn. Con nó nhổ đông chất nhỉ? Còn con của mình thấy nó nhổ hết ạ. Đi chơi rồi bám đây. Ở đây đâu? Đèo lên ngon lành nhỉ? Cái thằng ngoan vậy. Chơi đây được rồi, chơi về các bạn. Mà chẳng các bạn đâu. Cho tao ít một cái đo này. Đi đi nè, em lắm. Thì có bắt học. Tao làm gì đây? Hả? Thế gì không cháu? Tôm à? Anh có cắn chị trẻ con nào biết? Đeo hả? Chủ đề con chỉ luôn bám chân bố đấy. Khi đó. Con ngồi ra kia đi. Đấy, đi ra đi. Ngọc. Đi ăn. Ngồi đây nhá. Chạy lên đi. Bạn thế này nó xong rồi cho đi được rồi.